Xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Quý vị đã cùng quay trở lại với tin 60 giây trên các nền tảng của FBNC. Và tôi là Quang Huy, đây là chị Lê Nhi. Và quý vị thân mến, vấn đề đầu ngày hôm nay chúng tôi vẫn muốn nói đến đó chính là câu chuyện về áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, ảnh hưởng đến khu vực miền Trung cũng như là các tỉnh khu vực Nam Bộ của chúng ta. Và không biết rằng là ngày hôm nay diễn biến sẽ như thế nào, thưa chị Lê Nhi? Vâng, đúng như vậy Quang Huy ạ. Ngày hôm nay thì áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và chính thức sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của các vùng trên cả nước ngày hôm nay. Và đặc biệt là khu vực từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to. Ở khu vực từ Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên sẽ có mưa to và cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét tại các tỉnh từ Quảng Trị, Quảng Ngãi và Kon Tum. Bên cạnh đó thì nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp thì tại các đô thị từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Và thông tin chi tiết về lộ trình của cơn bão này sẽ được Lê Nhi thông tin ở phần sau của chương trình. Vâng, xin được cảm ơn chị Lê Nhi rất nhiều. Và với những thông tin đầu ngày từ chị Lê Nhi chia sẻ thì quý vị cũng thấy rằng là ngày hôm nay ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ rất là khó khăn cho cái việc đó là làm việc cũng như đi lại của tất cả quý vị. Mong là tất cả quý vị cùng lưu ý. Còn về thông tin chi tiết thì hãy chờ đợi ở phần cuối chương trình trong chuyên mục Trước Khi Ra Đường. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại phim trường của tin 60 giây ngày hôm nay, gặp gỡ tôi và biên tập viên Việt Linh quý vị nhé. Xin mời. Những thông tin chính yếu đầu ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan: Trung Quốc sẵn sàng xâm lược toàn diện hòn đảo vào năm 2025. Thành phố Sydney của Úc cho biết vẫn sẽ tổ chức các màn bắn pháo hoa chào đón năm mới như mọi năm. Động thái này cho thấy Úc đang rất tập trung và hướng đến việc từng bước chuyển mình sang giai đoạn bình thường mới. Nữ diễn viên người Nga đầu tiên quay phim trên trạm không gian ISS. Không để hoạt động sản xuất tiếp tục bị đình trệ thì doanh nghiệp cần phải nhanh chóng khôi phục đi vào sản xuất. Người lao động cũng giữ vai trò quan trọng. Để làm tốt việc này, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho người lao động được di chuyển đến các địa phương và ngược lại. Ghi nhận từ tin sáng 30 giây. Cơ bản là thống nhất theo đề nghị, ý kiến đề nghị của Thành phố Hồ Chí Minh, làm sao là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân lưu thông qua lại giữa các địa bàn. Chạm tay vào di sản hôm nay, về đền Nguyễn Bỉnh Khiêm, sấm trạng trình vọng mãi. Vịnh Lăng Hạ nằm ở phía nam của vịnh Hạ Long và phía đông của đảo Cát Bà với diện tích hơn 7.000 hecta, dang trải khắp 400 hòn đảo lớn nhỏ. Vịnh Lăng Hạ mang vẻ đẹp kỳ vĩ và hoang sơ như chốn thiên đường nơi hạ giới. Hầu hết các đảo ở vịnh Lăng Hạ đều được phủ một màu xanh mướt của cỏ cây, góp phần giúp nơi đây trở thành một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Nhờ có khí hậu mát mẻ quanh năm, Vịnh Lăng Hạ dần trở thành một điểm đến không thể bỏ qua cho những ai có dịp ghé đến đất cảng. Nhiều đảo trên vịnh có những bãi cát trắng chạy dọc chân núi, kết hợp với màu nước xanh biếc và cái nắng vàng ruộm hanh hanh, tạo thành một bức tranh thủy mặc nguyên sơ nhưng cũng đượm trữ tình. Giữa bốn bề núi đá trong không gian lặng sóng, du khách có thể ngồi trên chiếc thuyền kayak lững lờ mà cảm nhận sự hùng vĩ của những đảo đá vôi, hay lặn mình xuống dòng nước mát lạnh để ngắm trọn vẻ đẹp của đại dương đến từ những rạng san hô, những đàn cá nhỏ và những chùm rong biển nguyên sinh. Đến với Vịnh Lăng Hạ không chỉ là dịp để tìm hiểu làng chài Cửa Vạn, đắm mình trong vẻ hoang sơ của đảo Nam Cát, mà còn là thời điểm để thư giãn trong làn nước xanh mát của bãi tắm Vạn Bội, hay đùa nghịch với những chú khỉ nơi đảo Cát Dứa. Nhờ vẻ đẹp thanh bình, hoang sơ, Vịnh Lăng Hạ ngày càng được biết đến như một điểm khám phá trải nghiệm đầy thú vị, góp phần tô điểm cho ngành du lịch Hải Phòng ngày một phát triển phồn vinh. Chào chị Việt Linh. Chào anh Quang Huy, chào quý vị khán giả. Vâng, xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, có một thông tin hết sức khả quan ngay lúc này từ công tác chống dịch quyết liệt của cả nước. Đó là việc tính từ lúc dịch tác động và bùng phát mạnh đến nay thì cả nước cũng đã chạy đua và tiêm được hơn 50 triệu liều vaccine cho người dân. Mức độ bao phủ này có thể nhìn thấy rõ nhất ở tâm dịch lớn nhất nước là Thành phố Hồ Chí Minh. Và để từ đây thì thành phố cũng đang mạnh dạn khởi động lại mọi hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ ngày 1 tháng 10. Và theo như tinh thần của Thủ tướng Chính phủ thì không thể phong tỏa mãi mà phải thích nghi an toàn để có thể sớm khôi phục lại các hoạt động kinh tế và xã hội.
Quả đúng thật là như vậy. Và nhìn từ thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể thấy là nhịp sống cũng đang được trở lại sau các biện pháp siết chặt. Và bây giờ là từng bước nới lỏng cũng đủ thấy là mức độ hiệu quả trong công tác chống dịch của thành phố. Và trong nhiều cuộc họp gần đây với chính phủ, nhiều lãnh đạo địa phương cũng phát biểu mạnh mẽ về việc không thể phong tỏa và đóng cửa mãi vì đã chạm ngưỡng chịu đựng của người dân và doanh nghiệp. Vì tình hình dịch đã và độ phủ vaccine thì đã cải thiện và vì xu hướng thế giới đều là sống chung với virus, việc mở cửa và thay đổi phương thức chống dịch thực sự là một áp lực rất lớn nhưng không thể không thực hiện. Vâng ạ, và một khi đã thích ứng với hoàn cảnh thực tế thì mọi giải pháp an toàn phải được tính toán thật kỹ, chứ nếu không thì việc tái bùng phát dịch với những biến chủng mới hơn đều có thể xảy ra như chúng ta đã thấy ở các quốc gia khác. Tuy nhiên thì lúc này cả thành phố, mỗi gia đình, mỗi người dân đều phải tự kiểm soát cũng như là thận trọng từng nhịp một quý vị nhé, để cuộc sống cũng như là công việc không bị đứt quãng và vẫn giữ được hiệu quả tốt nhất. Quý vị đang cùng theo dõi tin 60 giây ngày thứ 6. Chúc quý vị sẽ có những ngày cuối tuần bình an. Hãy cùng bắt đầu 30 giây quốc tế với thông tin liên quan tới Đài Loan cũng như là Trung Quốc. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chinh mới đây cho biết rằng là Trung Quốc có khả năng tấn công Đài Loan vào thời điểm này, nhưng cái giá phải trả sẽ là rất đắt. Tuy nhiên, nếu chờ đợi đến năm 2025, Trung Quốc sẽ có thể thực hiện một cuộc xâm lược toàn diện và có thể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bình luận của ông Khâu được đưa ra sau khi Trung Quốc cử 150 máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay ném bom có khả năng mang hạt nhân vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan kể từ ngày 1 tháng 10. Đây là căng thẳng quân sự xuyên eo biển nghiêm trọng nhất trong hơn 40 năm kể từ khi ông Khâu gia nhập quân đội. Tại cuộc họp mới nhất, quân đội Đài Loan đã đệ trình một cáo buộc, một báo cáo cho các nhà lập pháp và cảnh báo rằng khả năng can thiệp cũng như là phong tỏa của Trung Quốc xung quanh eo biển Đài Loan sẽ trở nên chín mùi vào năm 2025. Các nhà lập pháp cũng xem xét ngân sách quốc phòng đặc biệt trị giá 8,6 tỷ đô la Mỹ cho các loại vũ khí tự chế bao gồm tên lửa và tàu chiến. Phát biểu với các nhà báo sau cuộc họp, ông Khâu lưu ý rằng Đài Loan chưa có bất kỳ một động thái nào nhằm kích động một cuộc tấn công để đáp trả các cuộc tấn công bằng đường không của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư thông báo rằng quan chức cấp cao của Trung Quốc là ông Dương Khiết Trì và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan đã gặp nhau tại Zurich để có thể trao đổi quan điểm về quan hệ Trung Quốc-Mỹ và các vấn đề liên quan khác. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc từ khi bùng phát cho đến nay, làm biến đổi nền kinh tế nước này khi nguồn lao động bị gián đoạn ở mọi lĩnh vực. Nền kinh tế Trung Quốc giảm 6,8% trong quý đầu tiên của năm 2020 và khoảng 460.000 công ty Trung Quốc đóng cửa. Đây là sự thu hẹp đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc kể từ trước khi quá trình tập thể hóa thời Mao Trạch Đông bị bãi bỏ vào cuối những năm 1970. Vâng ạ, và việc đưa nền kinh tế Trung Quốc phục hồi trở lại không chỉ đơn giản như là hành động bật công tắc. Các biện pháp quản lý để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 có nghĩa là hàng trăm nghìn công nhân bị mắc kẹt ở xa các nhà máy. Hoạt động sản xuất cũng bị gián đoạn, các nhà máy đã mở cửa trở lại, đã buộc phải giảm công suất hoặc thậm chí đóng cửa trở lại khi dịch bệnh tái bùng phát. Là nền kinh tế số 2 thế giới và quốc gia thương mại lớn nhất, chiếm 28% tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm từ 2013 đến 2018. Những gì diễn ra ở Trung Quốc là chìa khóa quan trọng. Công ty phân tích IHS Market nói rằng nhu cầu thế giới giảm sút đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc và Bắc Kinh phải miễn cưỡng cung cấp một gói kích thích đủ mạnh trước thời kỳ khó khăn sắp tới. Các chương trình kích thích chiếm khoảng 2% GDP của Trung Quốc ngày nay so với 12% vào năm 2009. Theo phân tích của các chuyên gia, các nỗ lực nhằm chống lại áp lực chiến tranh thương mại đã đẩy nợ của Trung Quốc lên 248,8% GDP vào cuối tháng 3 năm 2019. Ngoài gánh nặng nợ nần, thì Trung Quốc đang buộc phải cơ cấu lại các khoản nợ do các nước láng giềng đang gặp khó khăn, đặc biệt là những khoản nợ phát sinh từ sáng kiến thương mại xuyên lục địa và cơ sở hạ tầng vành đai và con đường trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Trong kế hoạch trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới, đại dịch lại là một yếu tố khiến Trung Quốc phải tìm ra các hướng tăng trưởng mới. Và bây giờ sẽ là một thông tin liên quan tới vaccine COVID-19. Thưa quý vị, một thông tin có phần tươi sáng. Ở trong vùng Casablanca, bụi mù của đất nước rượu vang Chile, thì có một nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng có thể sẽ là chìa khóa cho thế hệ vaccine COVID-19 tiếp theo với mức giá bình dân hơn cho các nước có thu nhập thấp, đó chính là vỏ cây Quilly.
Từ lâu thì cây khuy ly đã được người bản địa sử dụng để làm xà phòng và thuốc nữa. Vỏ cây này thì cũng được sử dụng để sản xuất một loại vaccine chống bệnh zona và vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới. Giờ đây thì các chiết xuất từ vỏ của những cành cây khuy ly già đang được sử dụng cho một loại vaccine COVID-19 do công ty Novavax của Mỹ phát triển. Tuy nhiên, thì theo các chuyên gia và quan chức ngành công nghiệp Chile, nguồn cung các cây cổ thụ sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Vì thế mà biện pháp cấp bách ngay lúc này là phải tái tạo rừng. Andres González, giám đốc của Desert King International, nhà cung cấp chiết xuất cây khuy ly cho Novavax, cho biết rằng là họ đã sản xuất đủ chiết xuất cây khuy ly để tạo ra 4,4 tỷ liều vaccine vào năm 2022 thời gian tới. Trong khi một số người bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng quản lý cung và cầu của các nhà sản xuất, thì vẫn có những lo ngại về các mối đe dọa khác như là hạn hán và hỏa hoạn. Tiếp tục với một thông tin thú vị khác, sau khi người dân tiếp nhận tốt hơn việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, thì chính quyền thành phố Sydney của Úc đã lên kế hoạch nới lỏng các quy định hạn chế y tế công cộng và mở cửa trở lại, bao gồm cả việc tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa mừng năm mới 2022. Và cách đây gần một tháng thì Sydney cũng đã công bố sẽ hủy đợt bắn pháo hoa, cụ thể là vào lúc 9 giờ tối và chỉ bắn lúc nửa đêm thôi. Nhưng mà thông báo mới nhất cho thấy rằng là cả hai lần bắn pháo hoa vẫn được tiến hành. Tuy nhiên, việc này vẫn còn tùy thuộc vào việc thành phố Sydney có đạt được thỏa thuận với chính quyền bang New South Wales trong việc đáp ứng các nghĩa vụ về sức khỏe và an toàn lao động hay không. Sự kiện pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney là một sự kiện quan trọng, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên liên quan và các nhà cung cấp trước nhiều tháng. Đại diện thành phố Sydney cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh, đồng thời làm việc với các cơ quan liên quan, bao gồm lực lượng cảnh sát, Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan cảng, xe cứu thương và y tế của bang để tạo cho người dân có một lễ đón giao thừa năm mới 2022 an toàn. Thưa quý vị, một nữ diễn viên người Nga và một đạo diễn đã bay vào không gian và đến trạm vũ trụ quốc tế vào thứ Ba ngày 5 tháng 10, chuẩn bị quay một bộ phim đầu tiên trong không gian. Vâng, và bộ phim của Nga này có tựa đề là The Challenge đã đánh bại Hollywood trong chương mới nhất của cuộc chạy đua vào vũ trụ, lấy không gian làm bối cảnh chính. Năm ngoái thì NASA cũng đã công bố sẽ phóng diễn viên Tom Cruise cũng như là ekip vào vũ trụ trên tên lửa của SpaceX để có thể thực hiện một bộ phim bom tấn. Nữ diễn viên Julia Perezil và đạo diễn Klim Sipanko đã chia sẻ cảm xúc của họ khi vừa ra khỏi tàu vũ trụ Soyuz và nói rằng dường như họ vẫn đang ở trong giấc mơ. Perezil và Sipanko đã dành 12 ngày trên trạm vũ trụ ISS quay các phân đoạn cho The Challenge. Theo thỏa thuận thương mại giữa Roscosmos và đơn vị truyền thông có trụ sở tại Moscow, trong phim thì Perezil đã vào vai một bác sĩ được yêu cầu lên trạm vũ trụ để cứu sống một phi hành gia. Và đạo diễn Sipanko có chiều cao đến 1,9m cho biết sinh hoạt trong một khoang tàu nhỏ quả là có chút khó khăn, nhưng anh rất hào hứng và thậm chí là còn cho biết rất mong đợi phần tiếp sẽ được thực hiện trên sao Hỏa. Thông tin chính yếu tiếp theo. Tạo điều kiện cho người lao động đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Ghi nhanh, Phú Yên sẵn sàng các phương án ứng phó mùa mưa bão. Vaccine sắp về lượng lớn, các địa phương sẵn sàng tiêm chủng. Mối lo ngại từ hàng rong, chợ tự phát sau khi nới lỏng giãn cách. Do ảnh hưởng dịch bệnh nên hoạt động đánh bắt khai thác của thành phố Hồ Chí Minh phải tạm dừng. Đến nay khi tình hình từng bước được kiểm soát, thành phố đã chuẩn bị kế hoạch an toàn để tàu thuyền lại được ra khơi. Trong không khí đó, ngư dân cũng rất háo hức chờ ngày vươn khơi sau những chuỗi ngày dài neo biển. Gần 7.000 phần quà cho người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê Tiền Giang. Những ngày vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Long An, nhiều con hẻm, những khu nhà trọ đông đúc trước dịch giờ đã vắng hoen người bởi người dân đã về quê để tránh dịch. Trên hành trình hồi hương ấy, nhiều người thấy ấm lòng hơn bởi nhận được sự quan tâm, tiếp sức từ nhiều cá nhân, đơn vị. Câu chuyện lan tỏa cùng Tinh Sáng 30 giây. Tiếp tục bản tin, chúng ta sẽ cùng đến với 30 giây trong nước. Thưa quý vị, từ đầu tháng 10 khi mà thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế xã hội, thì nhu cầu lao động của các doanh nghiệp cũng tăng cao. Và việc tạo điều kiện cho người lao động được di chuyển qua địa bàn các tỉnh thành để đi làm vừa giúp phục hồi chuỗi sản xuất vừa đảm bảo các quy định phòng chống dịch là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương.
Từ ngày 4 tháng 10, các chốt kiểm soát tại địa bàn giáp ranh với thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Di An, tỉnh Bình Dương đón người qua lại rất lớn và tất cả đều được giải quyết nhanh chóng với các trường hợp đã tiêm vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc giấy chứng nhận F0 đã khỏi bệnh được lưu thông qua chốt để đi làm. Em đã bị F0 rồi, em được về nhà cách ly 14 ngày tại nhà rồi. Bây giờ được Bộ Y tế cấp cho em tờ giấy rồi nên em đi qua được. Khi mà thành phố Hồ Chí Minh không cho qua thì hầu như là công việc bị ngưng trệ lại hết. Ngày hôm qua đây thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Bình Dương đây giao thông thì bắt đầu mình mới đi được thôi. Mở cửa lại nhiều hoạt động kinh tế, nhu cầu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh, đặc biệt là tại các khu chế xuất, khu công nghiệp do một lượng lớn công nhân về quê tránh dịch cùng với việc nhiều công nhân làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng cư ngụ tại các tỉnh giáp ranh. Nên khi các địa phương chưa cho phép người dân ở các nơi được di chuyển qua địa bàn, việc thiếu hụt lao động đang khiến doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh chưa thể sản xuất trở lại. Trong 50.000 lao động của khu công nghệ cao thì 40.000 người là ở thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 10.000 còn lại là ở hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Nên hiện nay khu công nghệ cao đang khẩn trương mời gọi tuyển dụng. Để khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn, thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các tỉnh thành cùng xem xét phương án tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển. Đến ngày 5 tháng 10, Bình Dương và Long An đã cơ bản thống nhất với thành phố Hồ Chí Minh. Cơ bản là thống nhất theo ý kiến đề nghị của thành phố Hồ Chí Minh, làm sao là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân cũng như các doanh nhân lưu thông qua lại giữa các địa bàn, nhưng mà cũng phải bảo đảm cái an toàn trong phòng chống dịch. Người lao động đủ điều kiện được thuận lợi đi làm, doanh nghiệp phục hồi sản xuất sẽ giúp chuỗi cung ứng hàng hóa và hoạt động kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng từng bước ổn định trở lại. Vâng thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, tỉnh Phú Yên cũng đã tích cực thông tin đến ngư dân và người dân chủ động ứng phó, hạn chế rủi ro cũng như thiệt hại. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên trên biển Đông có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, nên hơn lúc nào hết, bà con ngư dân của tỉnh Phú Yên và khu vực miền Trung cần theo dõi diễn biến thời tiết để giảm thiểu những rủi ro trong mùa mưa bão năm nay. Các địa phương cũng như các chủ tàu thuyền đang đánh bắt trong cái vùng nguy hiểm thì phải liên tục cập nhật theo dõi các thông tin để tránh được cái vùng ảnh hưởng của nó, di chuyển đến những cái vùng biển an toàn để tránh trú cho nó phù hợp. Để giúp ngư dân kịp thời nắm thông tin diễn biến mới nhất của áp thấp trên biển Đông, Thiếu tá Nguyễn Văn Ri, trạm kiểm soát biên phòng Đà Răng, thành phố Tuy Hòa thông qua hệ thống đài thông tin duyên hải đã liên lạc đến các tàu cá, nhắc nhở các thuyền viên đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển. Hiện nay là trên vùng biển có một cái áp thấp đi về hướng Tây Bắc, cho nên là các phương tiện phải chú ý. Và hiện nay ở khu vực phía Nam thì nó có dông mưa rất là lớn, cho nên các phương tiện chú ý nha. Chính nhờ hệ thống giám sát hành trình tàu cá và các thông tin thông suốt qua đài thông tin duyên hải, đến nay 348 tàu cá và gần 2.000 ngư dân đánh bắt trên biển của tỉnh Phú Yên đã cập nhật diễn biến dự báo về khả năng xuất hiện bão trên biển Đông để chủ động phòng tránh. Nay là nó cũng tiện hơn hầu kia, ví dụ như có bão hay là thứ gì là duyên hải là nó cập nhật 24/24, cứ 10 phút báo. Chúng tôi đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc để kết nối bà con ngư dân làm ăn trên biển, để kêu gọi thông báo và đồng thời là tuyên truyền vận động tàu cá và ngư dân làm ăn trên biển tìm nơi tránh trú an toàn. Đồng thời chúng tôi đã cử lực lượng sắp xếp hướng dẫn tạo luồng lạch tại cảng cá Đông Tác để thuận tiện cho bà con vào neo đậu tránh trú bão. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện, thị xã, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến, dự báo về khả năng xuất hiện bão trên biển Đông để thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu do ảnh hưởng của áp thấp hoặc là trường hợp có bão xảy ra. Tiếp tục là một thông tin về công tác tiêm chủng tại Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, cùng với những biện pháp xét nghiệm cũng như là phòng chống dịch hiệu quả, thì quý vị cũng biết rồi, vaccine là một công cụ quan trọng giúp kiểm soát dịch COVID-19. Từ đó thì công tác tiêm chủng tại các địa phương được đặc biệt chú trọng và rất khẩn trương.
Theo Bộ Y tế thì trong những tháng cuối năm, nước ta sẽ đón nhận một lượng lớn vaccine. Vì thế các địa phương cần sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ tiêm hơn nữa. Khi vaccine về thì Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức tiếp nhận, triển khai tiêm chủng vaccine ngay sau khi được phân bổ. Các tỉnh, thành phố cần tăng độ bao phủ mũi 1, tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. Các địa phương không để lãng phí vaccine và đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng. Theo thống kê, cả nước có gần 36 triệu người đã tiêm một liều và khoảng 12,5 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều vaccine. Thưa quý vị, sau nhiều tháng nỗ lực kiểm soát dịch bệnh thì đến nay dù chưa hoàn toàn khống chế được dịch nhưng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận về nhiều kết quả tích cực. Với tình hình dịch COVID-19 chuyển biến tích cực như vậy thì Bộ Y tế cũng đã đề nghị thành phố sắp xếp lại nhân lực hỗ trợ được trở về địa phương công tác. Trước đây khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh thì Bộ Y tế cũng đã huy động nhân lực y tế từ các địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở giáo dục cũng như là Đại học Y Dược tham gia hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đến nay thì khi dịch đã dần ổn định, cùng với đó thì nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như là việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các thủ tục cần thiết để đón đoàn cán bộ, viên chức y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch trở về địa phương, đơn vị công tác. Theo Bộ Y tế, thời gian chậm nhất là trước ngày 15 tháng 10. Vâng ạ, sau khi khoảng thời gian Hà Nội cho nới lỏng giãn cách xã hội thì nhịp sống của người dân thủ đô cũng đã dần chuyển sang một giai đoạn bình thường mới. Lượng người đổ ra đường để bắt đầu công việc cũng đang ngày càng đông đúc hơn. Và cùng với đó thì tình trạng chợ cóc, hàng rong lại tái xuất, không chỉ đơn thuần là lấn chiếm lòng đường mà đây còn là địa điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Theo đó, hiện nay trên nhiều tuyến đường thuộc các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng có rất nhiều chợ cóc họp từ sáng sớm, rất đông người mua, người bán, không có gì chắc chắn về việc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Nguyên nhân được cho là các quận nội thành thiếu chợ dân sinh, một phần nữa là thói quen của người tiêu dùng là tiện đâu mua đấy. Trước tình hình này, thì các địa phương cần kiên quyết trong xử lý vi phạm để hạn chế và khắc phục tình trạng này, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thưa quý vị, thường thì chỉ khi nào nắng nóng quá gay gắt và kéo dài thì chúng ta mới nghĩ tới việc nguy cơ cháy nổ xảy ra cao. Trên thực tế thì điều này là đúng, tuy nhiên trong mùa mưa bão thì nguy cơ này vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và ngay lúc này thì mùa mưa bão cũng đang vào giai đoạn cao điểm nên chúng ta cần phải tuân thủ các biện pháp ngăn ngừa để bảo đảm an toàn ngay tại hộ gia đình của mình quý vị nhé. Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, đã có khoảng 80% các vụ cháy nổ trong mùa mưa bão đều xuất phát từ nguyên nhân chập đoạn mạch điện, nhất là tại các khu nhà trọ bởi hệ thống điện tại một số hộ hầu như không được bảo dưỡng dẫn đến xuống cấp, có thể gây rò rỉ điện khi trời mưa. Để tránh trường hợp này thì lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã xây dựng các phương án chủ động phòng ngừa cháy nổ có thể xảy ra. Bên cạnh đó thì việc chủ động phòng ngừa ngay tại gia đình cũng là biện pháp cần thiết để người dân có thể hạn chế tối đa các sự cố nguy hiểm này. Người dân cần kiểm tra hệ thống dây và các thiết bị điện trong nhà, tránh để dột và ẩm ướt ở những nơi có điện. Vâng, thưa quý vị, sau hơn 3 tháng ngừng hoạt động khai thác đánh bắt hải sản trên biển, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành kế hoạch khôi phục hoạt động tàu cá xuất bến khai thác hải sản trở lại trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Và tàu cá được trở lại ngư trường không chỉ giúp đảm bảo sinh kế cho ngư dân mà còn giúp phục hồi hoạt động kinh tế biển của thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây mời quý vị theo dõi câu chuyện cuộc sống hôm nay. Hay tin huyện Cần Giờ cho tàu cá ra biển trở lại, ông Đặng Thanh Xuân, ngư dân xã đảo Thành An hối hả chuẩn bị, sửa sang ngư cụ, kiểm tra lại chiếc tàu cá của gia đình. Làm nghề đánh bắt trên biển hơn 30 năm, chưa bao giờ ông Xuân chứng kiến cảnh tàu nằm yên, neo bến hơn 3 tháng trời khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội. Nhà nước nè, cho đi đánh bắt đồ, dân ta vui lắm, chứ đây nhờ sông biển mà. Mình kiểm tra lưới với ba máy móc mà mình đậu lâu quá, mình xuống mình đề máy lên kiểm tra đồ, ba nhớt dầu luôn. Đội tàu cá hơn 450 tàu của xã Thành An đóng vai trò chủ lực trong hoạt động đánh bắt thủy hải sản của toàn huyện Cần Giờ. Hơn 3 tháng ghe thuyền phải neo đậu, ngừng hoạt động, không những ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của ngư dân mà nhiều máy móc, thiết bị cũng bị hư hại xuống cấp. Tất bật chuẩn bị ra khơi trở lại, bà con vui như Tết, dù vẫn còn canh cánh nỗi lo nợ vay ngân hàng, sức mua lượng tiêu thụ thủy hải sản hiện còn thấp. Mấy ảnh cho đi được 3-4 ngày nay nè. Rồi thấy cũng đỡ, đậu đâu có làm gì đâu mà ra tiền đâu, dầu về buôn bán gì cũng không được nữa,
buôn bán cá ngày qua mấy tạ cũng không ai mua hết đó. Ngư dân chuẩn bị tàu cá, nhân lực để ra khơi. Các lực lượng chức năng cũng chuẩn bị các mặt để đảm bảo hoạt động tàu cá xuất bến trở lại trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Toàn bộ ngư dân ra khơi đều đã được tiêm vaccine. Lực lượng biên phòng ngoài việc đẩy mạnh kiểm tra tại các bến cũng đã tăng cường thêm các tổ tuần tra lưu động liên ngành hoạt động liên tục trên biển, đặc biệt tại các vùng nước giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương. Người dân địa phương tiêm 80% này, đặc biệt là những người ra khơi, những người làm biển thì đã được ưu tiên tiêm vaccine. Thì vấn đề này là xã rất là quan tâm, tập trung lo cho bà con là có cuộc sống ổn định sau dịch. Đối với hoạt động kiểm soát người đi đánh bắt, thì chúng tôi cùng với địa phương cũng đã tổ chức phát cái phiếu để người dân được đi hoạt động sản xuất. Trong quá trình đi thì người dân phải trình được cái giấy đó qua các chốt kiểm soát, cũng như là đến trình các trạm biên phòng. Trong những ngày đầu tháng 10, hơn 300 tàu cá Cần Giờ đã hoạt động trở lại ngư trường, tiếp tục vươn khơi bám biển. Đội tàu cá đang đóng góp phần phục vụ hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển nói riêng và hoạt động kinh tế biển của thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Quý vị ơi, tha hương tìm việc kiếm sống, nhưng mà do dịch bệnh kéo dài thì đã gây khó khăn và kiệt quệ với nhiều công nhân, cho nên nhiều người phải khăn gói về quê. Trong lúc khốn khó thì trên con đường về lại quê hương cũng nhận được sự giang tay giúp đỡ của đồng bào. Vâng ạ, một hành động rất đẹp đúng không ạ? Và rất nhân văn. Và những ngày này thì người dân từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Bình Dương hay Đồng Nai đi xe máy về các tỉnh miền Tây, và cả hành trình dài của họ không kể hết nỗi gian nan. Nhưng mà cái điều động lại trong lòng mỗi người là sự tử tế của người dân ở các tỉnh thành nơi mà họ đi qua. Từ ngày 3 tháng 10 đến nay, cứ hàng ngày, vào độ khoảng 20 giờ tối đến tận 3 giờ sáng hôm sau, trên 10 thành viên của đội xung kích tình nguyện Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp lại có mặt tại vòng xoay Cái Cỏ trên quốc lộ 80 thuộc xã Tân Phú Đông để trao những phần thức ăn, nước uống miễn phí cho bà con về quê bằng xe gắn máy. Những phần quà này được anh Võ Văn Thắng, thành viên của đội xung kích tình nguyện Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Sa Đéc, cùng với một số nhà hảo tâm chuẩn bị từ khoảng 2 giờ chiều mỗi ngày. Trung bình cứ mỗi đêm sẽ có khoảng 400 ổ bánh mì chả lụa, 1.000 hộp mì xào tôm và 40 thùng nước suối được trao tặng. Chu đáo hơn, tổ xung kích còn bố trí người hỗ trợ sửa xe và thay vỏ, ruột miễn phí cho bà con. Trong đêm, một mạnh thường quân ở đây còn trao tặng mỗi bà con 200.000 đồng để làm lộ phí. Thấy cũng mừng, cũng cảm ơn bên người từ thiện. Chứ giấc này nếu mà giờ tới đây, xe bởi lúc ở trên kia, kiếm thợ chạy nắng về đây, chạy gán lắm, nếu mà thì không có ở đây thì chắc thì ngủ đây luôn. Nước mì tôm miễn phí bà con ơi! Tại Long An, chứng kiến sự nhọc nhằn khó khăn của người dân khi trở về nhà, các thành viên của địa điểm quán ăn không đồng ở thành phố Tân An đã cùng nhau góp chút công sức, giúp đỡ mọi người trên đường về quê đi ngang qua địa phận của tỉnh. Một tô mì nóng hổi, một chai nước mát không chỉ giúp người dân no bụng mà nó còn thấm đẫm nghĩa tình đồng bào trong mùa dịch bệnh của mọi người ở địa điểm ăn uống không đồng này. Từ Bình Dương tới là 3 giờ, tới đây trên dọc đường mọi người giúp đỡ, người thấy người dân mà thương giúp đỡ chia sẻ với những gì đó, chị có thấy cũng mừng lắm. Hiện tại cũng đang có ông cụ với bà cụ, em cũng cho ở ké lại mà cũng hướng dẫn cho test, với lại đang kiếm xe cho về, tại vì ông bà giờ đang đi hết nổi rồi, đang nằm nghỉ ở cái chỗ đó. Mình cũng mong muốn người ta về tới nhà được bình an với lại với xung với gia đình thì được rồi. Những phần quà ấm áp nghĩa tình được trao đi như thể hiện tấm lòng của đồng bào gửi đến hàng ngàn người dân trên đường về quê. Tại quê nhà, các mạnh thường quân và người dân địa phương lại chung tay nấu hàng trăm suất ăn mỗi ngày, phục vụ cho bà con trong suốt thời gian cách ly tập trung. Ai cũng mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, thời điểm này, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công an đoàn Công an tỉnh đã tổ chức trao gần 7.000 phần quà cho người dân ở Tiền Giang nói riêng và các người dân ở tỉnh miền Tây nói chung từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê trên tuyến quốc lộ 1.
Hoạt động này vừa thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của các đoàn hội trong lực lượng công an tỉnh, mà còn góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vừa góp phần san sẻ phần nào những khó khăn và vất vả của người dân khi mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, phải khăn gói đi di tản về quê hương. Các phần quà gồm bánh, sữa và nước suối được phát tại hai địa điểm gồm Trung tâm Văn hóa huyện Châu Thành và Trạm Kiểm soát Phòng chống dịch Covid-19 tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tổng kinh phí cho hoạt động này khoảng 100 triệu đồng do các đoàn hội trong công an tỉnh vận động các nhà hảo tâm tài trợ. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, tại Trạm Kiểm soát Phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 1 thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Công an tỉnh bố trí lực lượng đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng khác tiếp nhận gần 4.500 người dân tỉnh Tiền Giang và hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh về quê. Phối hợp ngành y tế tiến hành test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với số người trên, sau đó giao công an các huyện, thành phố, thị xã đưa số người dân có địa chỉ cư trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trở về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương theo quy định. Thưa quý vị khán giả và thưa anh Quang Huy, không biết mọi người có còn nhớ không là trong lịch sử khoa cử Việt Nam thì ít có ông Trạng nào tên tuổi lại được nhắc đến với nhiều giai thoại kỳ bí như là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông không chỉ được dân gian tôn sùng như một vị thánh với khả năng thấu thị và tiên tri, Trình Quốc Công còn là nhà nho yêu nước, một thầy giáo uyên bác, một thi sĩ đại tài và là một trong những nhân vật mang tính tiêu biểu trong lịch sử Trung Đại nước ta. Và để bày tỏ sự trọng thị với Trình Quốc Công, sau khi ông tạ thế thì triều đình đã cho lập đền thờ tại quê nhà và đích thân vua Mạc đã đề chữ Mạc Triều Trạng Nguyên Tể Tướng Từ. Vâng ạ, và thưa quý vị, đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày nay á thì thuộc thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo của thành phố Hải Phòng. Đây vừa là nơi để tri ân những đóng góp của một bậc nhân nhân bậc nhất sử Việt, mà đây còn là một nơi địa điểm diễn ra các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong vùng. Và tiếp nối với hành trình chạm tay vào di sản của Tinh Sáng ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi về thăm đền Trạng Trình để tưởng nhớ một danh nhân văn hóa lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có tên là Văn Đạt, tự là Hành Phủ, hiệu Bạch Vân Cư Sĩ. Qua thi năm Ất Mùi, triều Mạc Đăng Doanh, ông Đỗ Trạng Nguyên được trao chức Đông Các Hiệu Thư, dần thăng lên làm Hữu Thị Lang Kim Đông Các Đại Học Sĩ. Ông được liệt vào hàng đệ nhất công thần, được phong tước Trình Tuyền Hầu, đến Thượng Thư Bộ Lại, Thái Bảo rồi phong tước Trình Quốc Công. Đền thờ Trạng Trình tọa lạc giữa không gian rộng lớn bao gồm nhiều hạng mục: đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đền thờ thân phụ thân mẫu Nguyễn Bỉnh Khiêm, am Bạch Vân, quán Trung Tân, tháp bút Kình Thiên, một phần của Nguyễn Văn Định và quảng trường Tượng Đài. Nơi đây là địa chỉ thường xuyên được học sinh, sinh viên các trường học ở Hải Phòng đến dâng hương, xin chữ, cầu thi cử, hành thông. Với những giá trị đặc biệt tiêu biểu, di tích lịch sử đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Bên cạnh giá trị lịch sử, đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm còn ẩn chứa giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, thể hiện vai trò quan trọng trong tâm thức nhân dân địa phương. Lễ hội đền Trạng được tổ chức ngày 27, 29 tháng 11 âm lịch hàng năm, với những nghi thức như lễ mộc dục, rước văn, cáo yết và nhiều trò chơi dân gian. Ngoài ra, nhân dịp khai giảng năm học mới hàng năm, thành phố Hải Phòng còn tổ chức lễ biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc ngay tại đền thờ Trạng Trình. Đây là nét văn hóa mới, không chỉ thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, mà còn để giáo dục về tấm gương sáng của Nguyễn Bỉnh Khiêm, tạo động lực để thế hệ trẻ phấn đấu cho tương lai sau này. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Lê Nhi để cùng xem những cập nhật trực tiếp về tình hình thời tiết ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin mời Lê Nhi.
Vâng, thưa quý vị, Lê Nhi xin được thông tin về tình hình diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 cho đến 10 km và có khả năng cao mạnh lên thành bão. Và đến 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở ngay vùng biển phía Nam, đảo Hải Nam Trung Quốc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, là tương đương 60 cho đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong những giờ tới sẽ có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 15,5 cho đến 19,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108 cho đến 113 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo thì bão sẽ di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 km và có khả năng mạnh lên thêm. Đến 13 giờ ngày mai, ngày 9 tháng 10 thì vị trí tâm bão ở ngay phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 8 cấp 9, tương đương là 60 cho đến 90 km một giờ, giật cấp 12. Tiếp theo bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro do thiên tai là ở cấp độ 3. Thông tin về thời tiết biển, thưa quý vị, trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên vùng biển ngoài khơi, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm, sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7 và cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, sẽ có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động. Ngoài ra thì ở phía nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang và vịnh Thái Lan, khu vực biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đây là tình hình thời tiết chung của các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ ngày hôm nay sẽ có nhiệt độ từ 22 cho đến 34 độ C, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ từ 23 cho đến 35 độ C, có mưa rào và dông vài nơi. Ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ C. Khu vực này nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam của khu vực này có mưa to, rất to và rải rác có dông, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận có nhiệt độ từ 23 cho đến 33 độ C. Phía bắc của khu vực này đêm có mưa to đến rất to và dông, ngày có mưa rào rải rác, phía nam của khu vực này có mưa rào và dông vài nơi. Phía bắc có gió bắc đến tây bắc, phía nam có gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và có nhiệt độ từ 20 cho đến 29 độ C ở khu vực Tây Nguyên, và phía Bắc của khu vực này có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam của khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Còn khu vực Nam Bộ sẽ có nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ C, có mưa rào và rải rác có dông, chiều tối và tối cục bộ có mưa to đến rất to. Tôi Lê Nhi, FBC đã cập nhật thời tiết cho Tin Sáng 30 giây. Còn bây giờ xin mời trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn Lê Nhi với những thông tin về thời tiết vừa rồi, và quý vị cũng nghe thấy những cái phần lưu ý của Lê Nhi về áp thấp nhiệt đới diễn biến trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão, ảnh hưởng các khu vực miền Trung cũng như là Nam Bộ. Rất mong tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ lưu ý, và nếu mà quý vị có việc di chuyển ngoài đường thì cũng nhớ mang theo áo mưa cũng như là ô dù của mình để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe thời điểm hiện tại quý vị nhé. Và đến đây Tin Sáng 30 giây cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với Việt Linh và Quang Huy trong Tin Sáng 30 giây ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trên Tin Sáng 30 giây tại FBNC vào ngày mai vào lúc 6 giờ 30 sáng.